có khi là em tự hỏi là tại sao trong nhà phân phòng phải có tường không, mà tại sao phải cần tường? Rồi, anh đấy, theo nói chung là anh cũng, anh Lương cũng biết nhau được khoảng năm hơn năm nay rồi, nói chung anh em gặp nhau cũng hợp. Các em biết rồi đấy, kiến trúc anh em mình ấy thì nếu mà mạnh mở nọ thì yếu mặt kia. Rất ít được bạn như là giám đốc của bọn em là anh Lương đấy, khá nhanh nhạy đấy. Nhưng còn điểm yếu của bên anh chính nó là cái đấy. Nhưng thực ra câu chuyện như thế này là gần 20 năm làm nghề của anh chưa giành hết việc. Cái lỗi nó chính là ở cái điểm đấy, và mình, cái giấc mơ của mình về về cái sai nó không được lớn, tức là mình cứ mình cứ hết việc này xong lại ai giới thiệu mình đi làm, nó cứ luẩn quẩn suốt ngày như thế. Tất nhiên là anh, cái việc của anh thì ngay cái định vị ban đầu nữa, anh nghĩ trong ngành em mình cái định vị ban đầu nó rất quan trọng, tức là mình phải vẽ được cái chân dung giấc mơ của mình là về cái việc gì. Thì hôm trước anh có bảo với cả anh Lương ấy là lúc này em là xem là ví dụ anh sẽ nói từ nhá, anh sẽ đi một vòng nhá. Ví dụ như từ thành đi, cái tức là cái mong muốn của em ấy, tức là cái ngu của em ấy về kiến trúc thì nó rất nhiều đúng không, nhưng mà đặc biệt em thích cái gì nhá, ở ngu gì nhá, chẳng hạn như là cổ điển, tân cổ điển, hiện đại. Em cứ nói qua một cái mà em thích nhất. Cái quan điểm tư duy của em trong thiết kế trước giờ thì em cũng hướng đến những các cái nó mới, nó mang tính hiện đại, nó mang đến, nói chung là mang cái tiên tiến mới và áp dụng công nghệ vào trong xây dựng dân dụng và các công trình mình nữa, và mình muốn đưa các cái nó giúp nhiều cái giá trị mình sử dụng trong đấy, mang lại nhiều cái tiện ích. Tiện ích thì đa phần là em thích những công trình kiểu kiến trúc như thế, nên là cũng đã tìm hiểu đã học hỏi nhiều cái của nước ngoài, tham khảo các tài liệu ở bên nước ngoài, trên mạng, trên YouTube. Rồi cái đấy thì là cái rất là một cây suy nghĩ của em về các cái mảng kiến trúc như vậy, nên là em rất đam mê, ở trước cũng rất là thích về nghiên cứu về BIM, về Revit. Cái đấy hay mà, cái đấy có cái công cụ để phụ trợ rồi. Đấy là cái chia sẻ với các anh như thế. Còn cái quá trình học hỏi đến đâu thì cũng là nó cần có cái nhiều kinh nghiệm và cái thời gian để mình có cái kinh nghiệm để mình phát triển hơn nữa. Ok. Em còn định. Dạ. Em thì theo cái quan điểm của em thì trước mắt là tôi cần phương án lên cái phần công năng một bằng. Thì trước mắt ở phần đó thì em đa số thì cũng dựa vào yêu cầu khách hàng cộng với những kiến thức mình học và trao dồi kinh nghiệm, mình tư vấn làm sao cho chủ nhà nó sát nhất. Đầu tiên là cho chủ nhà đã. Bởi vì mình làm bây giờ cũng với nhà đó, thì đầu tiên phần mình bằng thì em làm sao để túi công năng dựa trên cái chi phí chủ tư đó, cái đấy đầu tiên để từng phải có chi phí đã, có nghĩa là mình dựa trên chi phí tư là bao nhiêu, từ đó mình nghĩ vẽ xong rồi thì em làm các cái phải đủ thứ nhất cần thì nghĩ vẽ, không cần thì mình không vẽ vào để nó phát sinh chi phí, xong từ đó thì mình mới định hướng công tác kiến trúc của chủ nhà. Ở đây mình là phụ trách thì mình đa số là khách thích công tác nào thì mình đầy vào ngoài đó. Còn mình như em thích thì em thích thiên là đằng địa trung hải. Dạ vâng, thì em thấy em cái khá hay, được, bầu lấy ngay. Dạ vâng, nhưng mà phục vụ khách hàng thì có nghĩa là tất cả khách hàng thì mình phải theo cái gu khách hàng đó, xong rồi mình phát triển lên. Còn đâu nếu mà khách hàng không có định hướng gì thì mình định hướng cho khách hàng. Nhưng mà đa số khách hàng sẽ có. Thế là thuần dạ, thuần đấy. Tư vấn thuận. Ok. Em đã để xảy ra anh phải từng bước một. Anh, tại vì anh cũng chưa làm quen thực tên. Công. Em thì cũng có một phần là giống định, tức là đầu là mình phải gọi điện trao đổi với khách trước để xem là cái thông tin nguyện vọng của khách là như thế nào. Mình có những thông tin đầu vào đấy thì mình sẽ xử lý, mình tư vấn cho khách một cái hợp lý nhất. Cũng nói sâu thêm, ví dụ như là cái mức chi phí của họ chỉ có tối thiểu thôi, nó ít chẳng hạn, thì khi đấy mình sẽ thiên về cái phong cách nào mà nó về kinh tế nữa, cho họ cái bài toán đấy nữa. Đấy thì đấy cũng là một kiểu, tức là về hiện đại, hoặc là có khách người ta thích cái phong cách tân cổ thì là mình cũng phải tư vấn cho người ta là với cái phong cách đấy thì là cái mức chi phí này
hay là về cái công năng mặt bằng, làm sao để, tức là khi mà mình lên mặt bằng ấy, là mình đã phải định hình trước được là cái phong cách mà sắp tới 3D là người ta làm hình ảnh như thế nào. Là khi mình lên mặt bằng, sơ đồ mặt bằng thì mình đã phải có cái tư duy trước về về phong cách rồi. Để khi đấy thì cái người mà lên 3D hình ảnh ấy, là người ta dễ xử lý hơn và nó sẽ có cái đầu tư hơn, và đấy là một cái. Còn về cái như câu hỏi lúc đầu của anh ấy là thích phong cách nào nhất ấy, thì em cũng trải qua rất là nhiều rồi, nên là theo cá nhân em thì em vẫn thích cái màu sắc cân cổ điển. Vì là cái màu đấy thì nó sẽ bền với thời gian đấy, thì cái trải nghiệm. Còn các phong cách khác thì tất nhiên là mỗi người một cái phong cách khác nhau. Người thì thích hiện đại, người thích như định thì điện Trung Hải, anh thì tân cổ điển. Đấy, cách điệu thì cái đấy là tùy theo cái gu của từng người. Còn như anh em mình làm nghề ấy, thì là tất nhiên mình phải lắng nghe chiều khách thôi đúng không? Mình phải lắng nghe ý kiến của khách. Bởi vì là mình thì người ta ở người ta ở nhưng mình không ở đúng không? Đúng rồi, tức là mình là người tư vấn. Thì mình sẽ đưa ra các cái giải pháp cho người ta, và người ta thích cái gu nào thì người ta sẽ chọn gu đấy thôi. Còn về làm nghề thì em vẫn thích tân cổ điển. Có khi nào mà vì mình thích tân cổ điển mà mình tư vấn khách hàng tân cổ điển? Thường thì cái này thì như lúc đầu em nói là mình phải có cái trao đổi với khách ngay từ đầu, thông tin đầu vào rất quan trọng. Đấy thì mình mới hướng được cho khách. Ok. Còn nếu mà mình mà không biết là người ta thích cái gì mà mình cứ làm tràn lan ra thì nó cũng mất thời gian. Ví dụ anh là khách hàng đi. Thì em phải hỏi anh. Bây giờ em phải hỏi anh, ví dụ anh đang muốn thiết kế và xây một cái nhà. Vâng. Đấy em phải nói với anh thì em sẽ hỏi anh là cái đầu tiên ấy, là em sẽ hỏi là gia đình mình là có bao nhiêu người. Ok. Đấy. Và cái sở thích của từng cá nhân. Vì là mỗi một khách hàng là cái ngành nghề của họ là khác nhau, thì cái ngành nghề của họ thì nó sẽ có một phần quyết định vào cái ngôi nhà của họ. Là cái ngành nghề của họ thì nó là cái cá tính của khách, thì mình phải biết từng những cái đấy để mình có cái cơ sở để mình làm ra cái sản phẩm cho người ta. Đấy thì đấy cũng là một cái. Ví dụ em hỏi anh là ví dụ là nhà anh có bao nhiêu người này làm cái việc gì, công việc gì đấy, thì mình biết được tuổi nữa. Cái tuổi thì nó lại liên quan đến vấn đề phong thủy, thì mình còn kết hợp phong thủy vào nữa. Đấy thì nó là như thế. Tiếp theo cái rất quan trọng đấy là tổng mức đầu tư. Còn những cái bên ngoài như là địa hình, cái miếng đất mình sẽ xây ấy, thì cái đấy thì các bạn đi khảo sát, thì cái đấy mình sẽ lấy thông tin từ các bạn khảo sát. Ví dụ như địa hình này là ngõ như thế nào chẳng hạn, lối ra lối vào làm sao, hướng như thế nào, địa hình là cao hay thấp. Đấy thì cái đấy thì là bên khảo sát sẽ đưa về cho mình. Còn mình thì sẽ cái đấy thì mình có rồi, nhưng cái mà mình cần hỏi thêm khách là cái đấy. Với thứ hai nữa là cái mình cũng hỏi dò luôn là anh thích cái gu như thế nào, tức là phong cách thiết kế. Đấy thì thường ý là những cái người mà người ta xây nhà ấy, thường thì người ta sẽ chắc chắn là người ta sẽ có tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, thì có thể là người ta sẽ lựa chọn được những cái ảnh và anh thích cái kiểu kiến trúc nhà như thế này. Đấy thì có thể là người ta sẽ gửi ảnh cho mình xem, và mình xem thì từ cái đấy và mình kết hợp các thông tin của nhà là mình sẽ định hình được là cái mà mình muốn đưa cho khách, tức mình muốn đưa ra một cái sản phẩm cho khách dựa trên các cơ sở dữ liệu đấy. Và mình hẹn khách là ngày này ngày kia là em sẽ có cái sản phẩm em gửi lên nhóm cho anh và xin ý kiến anh. Đấy, xong rồi mình sẽ cho người ta một khoảng thời gian suy nghĩ. Đấy, xong rồi mình sẽ gọi lại. Đấy, thì điều đấy mình sẽ trao đổi liên tục. Thường là khi em đã vào một công trình là em sẽ trao đổi liên tục, tức là em gửi cho khách, xong rồi chờ khách phản hồi cái thông tin đấy, lại lại xử lý tiếp, tức là nó không bị đứt mạch. Thì như thế thì mình xử lý cái thời gian mình làm công trình ấy, nó sẽ nhanh hơn là cái việc là mình làm tràn lan thì mình không hiểu khách muốn gì. Thì khi đấy ví dụ tôi không biết là khách thích là phong cách hiện đại hay là phong cách tân cổ điển hay là phong cách khác, mình cứ làm tràn lan xong mình gửi cho khách xem. Thì như thế là cái bài toán về thời gian mà mình hỏng rồi, nó mất rất nhiều thời gian cho mình. Rồi. Anh không thích cái phong cách đấy. Ok, bây giờ anh sẽ lược lại của em. Ok, tức là tất cả cái gì của em đang nói về cơ bản nó đúng hết quy trình,
đấy. Nhưng mà sắp là sắp đặt nó như thế nào thôi, mình sắp đặt nó như thế nào. Ok, đầu tiên về liên quan đến vấn đề về vị trí khu đất, đúng không? Tức là mình đầu tiên mình phát sinh một đồng thì mình biết là vị trí khu đất nó rất quan trọng. Để sau này bạn là kiến trúc thì biết rồi, nó liên quan đến đánh giá, đúng không? Đánh giá hiện trạng liên quan đến khu vực, đánh giá đến vấn đề về ánh sáng, về gió, về tất cả các ngôn ngữ xung quanh, tổng thể các cái khối kiến trúc đang tồn tại ở khu vực đấy, đúng không? Xem nó có chi phối với ảnh hưởng, rồi nó có liên kết được với nhau, nó có tương tác được gì với nhau không, về màu sắc hình khối, đúng không? Đấy, đầu tiên là phải xác định vị trí khu đất đấy. Và thứ hai là liên quan đến vấn đề về như em nói, thực ra em nói đủ hết, chính là nó liên quan đến vấn đề về nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu khách hàng trong đó bao mấy cái việc, cái nhu cầu nhất liên quan đến vấn đề về cơ cấu số phòng, cơ cấu tôi gọi là công năng sử dụng. Sau đó thì tiếp tục đến một cái vấn đề mà ý nghĩ mà em nói liên quan đến vấn đề về tổng chi phí, cái đấy rất quan trọng, nếu không bám sát được việc đấy là dễ bị fail. Rồi cái thứ nữa là liên quan đến vấn đề về tuổi tác, ngành nghề như em nói, cái đấy cũng rất quan trọng. À, người ta cần uống nước không, lại đưa cho người ta cái bánh hoặc đưa cho người ta lưng khô là người ta không muốn uống, đúng không? Tất cả cái đấy là nó phải là bám sát được đấy. Và anh gạch đầu dòng, anh gạch chân của em nó tốt là liên quan đến vấn đề về liên tục liên quan đến vấn đề về tương tác với cả khi mà phát sinh đơn hàng về liên tục tương tác. Em đứt đoạn là dễ bị người khác nhảy vào ngay. Sự xuất hiện của mình bằng nhiều hình thức, bằng hình ảnh, bằng tiếng nói, bằng tin nhắn, tất cả những việc đấy trước khách hàng rất quan trọng, đúng không? Cái câu chuyện nữa là khi nào mà em cảm giác là em có cảm giác thôi, tức là khi nào em có cảm giác là em sẽ bị fail một cái tư vấn được không? Em tức cái cảm giác rất quan trọng nhé. Nó như mình đá bóng ấy, tức là mình có thể ghi lại được hoặc là mình dê vô được là sẽ qua được, nhưng mà mình cái cảm giác đấy thì nó phải là có cảm nhận, có trải nghiệm và có thời gian để mình cảm nhận được cái dự án này nó rất là... Cái đấy là em, như em, cá nhân em thì cũng có cảm nhận được khá nhiều, đúng không? Khá nhiều, tức là như này, em có một anh khách là cứ mình đưa phương án, mình cảm chả nói gì cả, xong rồi đến hẹn thì mình lại hỏi là anh đã xem phương án em được chưa, anh bận lắm chưa xem được. Đấy. Nhiều trường hợp như thế, em ấy đưa ra một cái là có khả năng, tức là mình sẽ đưa ra nhiều sự trường hợp, một là người ta bận thật, hai là người ta là có ý, đang có ý là người ta không muốn làm, không muốn làm. Thế thì mình đưa ra, mình phân tích từ khả năng, tức là khi mà người ta bận thật ấy, thì tức là ban ngày người ta bận, nhưng mà tối thì tối chắc chắn là người ta sẽ có thời gian, hoặc là cái thời gian rảnh em sẽ căn vào cái thời gian nghỉ, ví dụ buổi trưa hoặc là buổi chiều tối, tức là tầm là 11:30-12 giờ mình sẽ gọi, hoặc là tầm độ là 5 giờ hoặc ngoài 5 giờ mình sẽ gọi. Đấy, thì đấy là cái ý thứ nhất. Còn cái ý thứ hai thì mình lại phải xem lại mình. Tức là cái ý thứ hai là ý là người ta có ý là người ta không muốn hợp tác, cái kiểu như thế. Thì mình xem lại cái phương án của mình đưa ra có ổn không, đã sát với người ta chưa. Cái ý thứ hai đấy cũng khá là quan trọng. Theo kinh nghiệm của anh ấy, vâng. Theo kinh nghiệm của anh ấy, thì khách hàng tìm đến mình ấy, có mấy cơ sở này. Thứ nhất là mình đã có thương hiệu rồi, thứ hai là liên quan các cái vấn đề về truyền tai nhau, kiểu mình làm cho người nó A người B xong người ta sẽ giới thiệu sang cho mình, và cái kênh đấy thì anh nghĩ sẽ ít hơn cái truyền thông. Ngày trong cái cuộc ngày nay TikTok với là Facebook bây giờ nó xuất hiện liên tục như này, chỉ cần một lời nói một cái gì thì nó đã xuất hiện rồi, thì cái việc bám đuổi đấy thì anh nghĩ là cái đấy là cái thuận lợi ban đầu của mình để mình phát sinh một đơn hàng. Đấy, thì cái việc đấy thì cái đấy là nó là liên quan đến vấn đề kinh doanh, như sơ chuyên môn của mình một tí. Thì cái câu chuyện này anh thấy khách hàng thường mang chất lượng lờ nhiều hơn là, tức là tham khảo, đúng rồi. Ví dụ sắp tới em có xuất hiện một dòng tiền thì em nghĩ là em sẽ phải làm cái gì đấy, em xây một cái nhà, em sẽ sửa đổi hoặc em làm cái gì đấy, thì người ta thường người ta có cái bước đầu tiên là cái bước anh cái cái đội phân khúc này rất là nhiều nhé. Anh thấy cái khoảng rất là nhiều là đi tìm hiểu không đi. Và cái nếu mà ở xét ở mức độ tìm hiểu ấy, thì hay bị fail nhiều hơn là người ta thực thì lại rất là dễ. Thế còn cái việc này mà anh phải nói này là cái việc là có khi nào mà em chẳng hạn mình đứng về cái suy nghĩ của bên khách hàng chẳng hạn, như là mình tức là mình phải chia sẻ mức độ sâu và nhiều nhất các cái thông tin để
mình vẽ được cái bức tranh toàn cảnh cho khách hàng về vấn đề về chi phí, vấn đề về trước sau lợi hại hay vấn đề gì cho khách hàng không? Thay vì mình cứ hướng là sản phẩm tôi tốt lắm hay như này như này như này đấy, cái kiểu tức là ý anh là như thế, tức là nhưng mà nó rất là mông lung. Đôi khi anh chẳng hạn anh phân tích cho người ta chẳng hạn như là xây nhà bằng định dạng này, làm bằng các vật liệu này, thiết kế bằng các vật liệu này thì nó sẽ tối giản là những cái gì cho người ta và nó vẫn đạt được các cái hiệu quả như này, nhưng sau cùng là người ta lại vẫn không. Người ta lại không nên soi vào cái việc đấy. Anh thấy nó có một cái gì đấy nó đang chưa đúng, thì em nghĩ gì về cái việc đấy? Cái này thì em lại có một cái câu chuyện như này. Tôi cất thì nó cũng tương đồng với anh. Tức là về cái vấn đề phong thủy. Tức là khi mà mình tư vấn ấy, theo kiến thức của mình thì mình thấy mình kết hợp cả khoa học lẫn phong thủy vào. Nhưng mà khi mà mình tư vấn cho người ta xong rồi, tức là người ta xuôi rồi, xong rồi hôm sau người ta lại gọi lại. Người ta bảo là thôi anh vẫn theo cái ý kiến của anh, vì là anh tin, tức là tin vào tâm linh. Thầy tức là bên em có tư vấn về phong thủy rồi, có người chuyên gia tư vấn về phong thủy rồi, nhưng mà người ta ấy, ở góc độ người ta vẫn đi xem thầy. Thường là làm nhà ấy thì người ta hay đi xem thầy, và người ta tin thầy nhiều hơn, trong một số trường hợp người ta sẽ tin nhiều hơn đấy. Thì cái câu chuyện nó cũng khả năng nó cũng sẽ tương đồng như cái ý mà anh hỏi. Và cái mà thêm một cái ý nữa là khi mà mình tư vấn cho khách ấy, thường là như em làm thì em sẽ tư vấn, tức là các cái khả năng xảy ra trong từng phương án, tức là cái phương án A này là nó sẽ được cái này, phương án nhưng mà nó nhược điểm của nó lại là cái này, nhưng phương án B thì nó lại như thế. Thì bây giờ mình sẽ đưa hai cái phương án ra và mình cân từng cái ưu điểm và cái nhược điểm cho khách, tức là mình tư vấn thẳng cho khách là nếu anh theo phương án này thì nó sẽ được cái này mà mất cái kia, còn nếu mà anh theo phương án kia thì nó được cái kia mà mất cái này, ví dụ vậy. Thì để cho người ta suy nghĩ và người ta sẽ chọn đấy, thì là như thế. Rồi ok, rồi bây giờ anh cứ từ từ nhé, sau nghe mình sẽ chia sẻ một số việc nữa. Còn đến đồ của Hùng nào? Dạ, em trả lời cái câu hỏi của anh là phong cách kiến trúc ấy, là em thích cái phong cách kiến trúc cổ điển, tân cổ điển. Là tại vì em thích cái sự đối xứng, cân bằng, tỷ lệ trong kiến trúc. Phong cách hiện đại thì thực ra là em cũng thích, nhưng mà em cũng nghiêng về hai phương cả kia hơn. Nếu mà tân cổ điển, ví dụ như chúng em chia sẻ với nhau, nếu mà tân cổ điển thì em thích phong cách nào nhất trong hai phong cách này? Em vẫn thích cổ điển hơn. Cổ điển nặng hơn một tí. Cổ điển thì ví dụ như là nó phân rất nhiều vùng, nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như Pháp, Đức, Nga hoặc là Ý, Tây Ban Nha, thì em không thích phong cách nào? Em theo phong cách Ý hơn. Ý hả? Vâng. Nói chung là đây nhiều màu đấy, hiện đại này, rồi Địa Trung Hải này, tân cổ điển này cũng khá là cũng nhiều màu này, cũng vui không sao cả, có thể đóng góp với nhau được. Thực ra thì cái phong cách này nó không, cứ đây là sâu thẳm cho con người nhá, vâng. Không phải mình không đang nói đây là sở thích, tại vì sở thích thì không thể can thiệp được. Tất nhiên là tôi sở thích của tôi là như thế này, nhưng mà tôi có thể làm những việc khác và làm rất tốt những việc khác. Câu chuyện sở thích đây nó là cái sự ẩn chứa trong mỗi con người, mình không nói là vì thích cái này mình chỉ tập trung cái này, không có. Bây giờ trong cái thời buổi này thì cái sự thích nghi và cái sự phong phú nó rất là đa dạng, nên là cái đấy mình không nói. Ví dụ như anh thì anh sẽ thích kiểu là tân cổ điển, nhưng mang tính là gì, mang tính theo kiểu dạng là nói một từ cho nó chuẩn nhất là nhẹ nhàng, đúng không? Không, đương đại. Đương đại. Tân cổ điển, nhưng bản chất nó không phải là tân cổ điển mà nó mang tính chất đương đại, nó như một tác phẩm ấy. Tức là câu chuyện đây nó vừa hiện đại, nó vẫn có một số các cái họa tiết hình hoặc là các cái ma tre hoặc là các cái chất cảm vật liệu cộng với cả liên quan đến các vấn đề về các cái họa tiết, nó mang tính chất tạo khối, tạo hình, nó mang chất đương đại đấy. Thì cái đấy anh thích cái phong cách đấy, đấy gọi là trong sâu thẳm của người mình nó là như thế. Chứ còn thực ra là anh thì nếu mà để chuẩn nhất là anh thích không để hiện đại, tức là mình làm thế mạnh của mình sẽ bị hiện đại. Còn tân cổ điển hoặc cổ điển thì cũng làm được, nhưng mà thực ra là anh ý thức được cái việc là vì anh quá biết nó quá nhiều phong cách, quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều các style, mà để mình đi ra đúng một style chuẩn của nó và có tính lược giản, có tối giản nó đi ấy, thì cực kỳ khó. Mình chưa đủ cả bản thân mình cảm thấy mình chưa đủ khả năng như thế. Cho dù anh làm hai mấy năm nghề này rồi, nhưng mà anh không nhìn những cái lâu đài hay cái gì đấy, bởi vì anh biết từ nó là như nào rồi. Anh nhưng khi mình cảm thấy mình không đủ thực sự giỏi cái việc đấy thì tốt nhất là mình không nên, cho dù mình thích nhé,
nói như những cái cung điện hay là những cái công trình biệt thự của nó quá hào hoa, mình không cần nói đi xa, mình lên ngay phố cổ mình thôi, ngay lên trong khu trung tâm rồi, những ngôi nhà nó quá đẹp, nó trường kỳ với thời gian với ngôn ngữ rồi. Anh nghĩ đấy nó là nó tinh túy đấy, nó là tinh túy của ngành kiến trúc đấy, nhưng không phải đơn giản đâu, nó liên quan các tỷ lệ, không đơn giản đâu. Nhưng mà để mình đam mê được nó thì mình dành khá nhiều thời gian cho nó. Thì vậy là gì, là những cái gì mà mình cảm thấy mình nắm bắt được, mình kiểm soát được thì mình đẩy mạnh nó lên đấy, anh nghĩ là như thế. Thôi còn là các em có thể hỏi anh bất kể việc gì cũng được, liên quan đến vấn đề về nghề nghiệp đấy. Hôm nay chỉ được chuyện vui với mọi người thôi đấy. Ví dụ hiện tại thì em thích nhà, nếu em nói là chất liệu mới đúng không, anh sẽ đi được với em trước. Thì bây giờ là anh vừa rồi anh cũng có một cái thử nghiệm, chắc là anh Lương cũng lên trên khung dự án anh rồi, tức là nhà khung thép tấm ALC đấy. Và từ một cái mô hình nhỏ thôi thì anh có thể anh có thể phát triển ra rất nhiều định dạng khác rồi. Và anh nghĩ là xu hướng sắp tới trong tương lai nó sẽ là những định dạng nhà đấy. Bởi vì cái anh nghĩ trong một vài năm tới thôi, Việt Nam mình sẽ rất phát triển. Vì vậy nó sẽ bị thiếu cái cơ cấu nhân lực đấy. Vì vậy là cái câu chuyện mà liên quan đến vấn đề về nhà thông minh, nhà lắp ráp, tốc độ, chất liệu thì anh nghĩ cái đấy nó là xu hướng. Vì vậy là nếu mà mình bắt tay ngay từ bây giờ để mình nghiên cứu những cái việc đấy thì anh thấy nó rất là nên làm đấy. Mà đừng về nhà hiện đại mà không có cách làm mà là thành đẹp được. Đấy như anh vừa nói, ước mơ của anh chính nó liên quan đến các vấn đề về tạo hình ấy. Cái tạo hình và liên quan đến vấn đề về cái chất đương đại của một cái ngôi nhà. Thực ra một cái tác phẩm kiến trúc hay nội thất ấy, nó không đơn thuần như mình đang nhìn thấy đâu, bởi vì nó sẽ tổng hòa rất nhiều các yếu tố vào trong đấy. Thì ai cũng mong muốn là có một khu đất rộng đúng không, rồi cây cối, rồi mọi thứ, rồi các cái chất liệu ánh sáng thứ, rồi các cái đồ trang trí nội thất bên trong, các cái chất liệu bên trong sử dụng. Nhưng phải không lúc nào nó cũng hoàn hảo như thế. Để tiến đến sự hoàn hảo là mình phải trải qua rất nhiều các giai đoạn, mình phải làm qua rất nhiều các loại nhà như thế để mình nâng tầm của mình lên được ạ. Đấy, mình phải có một cái tư duy rất tốt về cái việc đấy, mình chuẩn bị các việc đấy đó. Thì khi mình tiến tới được một cái ngôi nhà mà mình như mong ước ấy, nó sẽ đến với mình đó. Chứ còn để ngay bây giờ mà mình mơ ước một cái nhà mấy nghìn mét vuông xong bắt đầu mình ngồi mình vẽ như trong các cái phim Hollywood hay như thế, rất khó đúng không? Nhưng mà mình phải có ước mơ về cái việc đấy. Tiến tới thì anh nghĩ là anh không, bây giờ anh nghĩ là mỗi người một phong cách phải suy nghĩ về việc đấy thôi. Nhưng anh nghĩ là cái chuyện nhà to cửa rộng bây giờ nó cũng không như ngày xưa nữa. Anh nghĩ là sau cái đời sống kinh tế đi lên, người ta đi ra ngoài, người ta trải nghiệm nhiều, người ta đi ở nhiều nơi ấy, thì cái chất lượng bên trong đấy, những cái chất lượng bên trong thì mình cũng thật sự phải am hiểu. Như hai em làm công năng này đúng không, hay là mặt bằng này đúng không? Thường thì các công ty kiến trúc thường là anh nghĩ là hay kiểu thuần, kiểu vẽ mặt bằng rất thuần. Tại vì thực ra bản chất là cứ bị ảnh hưởng bởi nhau, kiểu cứ bị ngay từ trong trường, từ các thầy lẫn ra đi làm đều bị ảnh hưởng bởi nhau hết đúng không, các cái dây chuyền công năng. Tại sao lại phải có khi nào các em tự hỏi nhé, anh thì anh bảo mấy cô em anh ở trong văn phòng ấy, và có khi nào các em tự hỏi là tại sao trong nhà phân phòng phải có tường không, mà tại sao phải cần tường, có khi nào các em trả lời câu hỏi không, đúng không, lúc nào phải có cái cửa để bước ra bước vào qua cái phòng đấy, rồi cái phòng đấy có khi nào mình cũng nghĩ là mình không cần làm việc đấy, tức là mình nghĩ khác đi một tí đấy, tức là mình nghĩ đi một tí đấy, từ khi mình nghĩ được những việc đấy mình sẽ làm những điều đi rồi đấy, chứ không phải là cái chuyện mà mình đúng không, mình nghĩ là vào phòng khách hay phòng trong phòng master nó phải có như thế này, nó phải có tủ thay đồ, phòng thay đồ, nó phải có cái phòng tách riêng, rồi nó phải có phòng tắm, nó phải đầy đủ các công năng trong đấy, xông ngơi, xông ướt, rồi là tắm bồn tắm hay vân vân đúng không? Tức là mình nghĩ trong đầu mình lúc nào lập luận nó thế, phòng khách thì bao giờ phải có cái kệ tivi, phải có sofa đúng không? Đấy, xong có tủ giày, tủ giếc, xong vào bếp nó phải có gì, bàn đảo hoặc là cái đấy, tất cả những cái việc đấy nó cứ bị hàng ngày trong đầu mình cái việc đấy, nó mặc định các nguyên tắc trong đầu như thế, thì có khi nào mình nghĩ mình thay đổi cái việc đấy không? Đấy. Không chỉ là cái bài tập vui với mình nhé, chứ không nói liên quan đến vấn đề khách hàng thì người ta chưa thể chấp nhận được việc đấy đâu. Nhưng mà nó sẽ hình thành cho mình những cái tư duy liên quan đến việc là thay đổi được cái gì đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh bảo với các em, anh ở trong văn phòng ấy, anh đến đây các bạn thế hệ thứ 8 rồi, những chút xưa rồi, là lớp thứ 8 rồi.
nhiều bạn cũng thành danh rồi. Câu chuyện của anh ấy, anh có một câu chuyện như là khi các em làm cái gì thật đẹp, đừng bao giờ nghĩ, đừng hài lòng hoặc đừng tự mãn với cái việc đấy, thì đằng sau nó vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn, nó còn nhiều điều mới mẻ hơn, nhiều điều khác lạ hơn mà mình chưa nghĩ tới được. Còn cái đấy nó sẽ làm mình phát triển lên từng theo từng bước một. Mấy hai là anh hay nhìn vào bức ảnh, hay nhìn vào bức tranh, nhìn vào khuôn hình rồi đấy, cho dù rất đẹp em bị choáng ngợp bởi cái bức ảnh ấy, một cái bức ảnh gender về nội thất hay về kiến trúc hay là về một cái gì đấy liên quan đến nghề của anh em mình, bị choáng ngợp, thật sự là bị choáng ngợp. Thì đừng choáng ngợp bộ, hãy tìm những điểm sai sót, điểm chưa đạt, điểm chưa đúng ở trong đó. Nó là cứ duyên ngược thôi mà. Hầu hết là khi thấy một bức ảnh đẹp quá, trầm trồ các kiểu, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là cái việc mà mình tìm được những cái điểm đang bị thiếu sót đấy, như bạn này đúng không, tìm những điểm đang đối, tìm những cái vấn đề về chất liệu, về vấn đề về ngôn ngữ, về các vấn đề về thủ pháp hay vân vân, thì nó có đúng với cả cái đấy. Thì anh nghĩ là với mỗi một lần như thế, một lần mà mình tĩnh lại, mình xử lý được việc đấy ấy, thì nó lại tự nhiên nó lại giáo dục cho mình về một cái việc. Hoặc em đi đâu thì bức nhà, cái nhà này đang bị thiếu cái gì, thừa cái gì, đang bị sai cái gì, thì hàng ngày những cái hình ảnh và nó hết xuất hiện ở trong mắt mình ấy, cái con tép quân hình đấy, tỷ lệ thì cái đấy nó giáo dục mình hàng ngày cho cái việc đấy, để mình làm trưởng thành hơn với cái nghề của mình đó. Ở đây anh không thấy bạn nào thích về ấy nhỉ, tropical. Tại vì anh nghĩ cái ngôn ngữ đấy là nó khá phù hợp với khí hậu và cái vị trí địa lý của Việt Nam mình. Mà trong một trong những nước anh đánh giá cao chính bọn Thái Lan nó là nhà tropical tốt lắm. Mà nhà tropical chính là nhà mà em sẽ là sao, nếu có rảnh thời gian nhé, sang văn phòng anh à. Anh rất nhiều sách về tropical. Tức là cái câu chuyện này là nhà nhiệt đới đấy. Nhà nhiệt đới đấy thì chính là cái nhà hiện đại và nhà vườn, nhà thép, khung thép ấy. Đấy, thì bọn Indo, bọn Thái Lan ấy, đấy, là bọn ấy rất mạnh về các cái ngôn ngữ đấy. Nếu mà em muốn phát triển cái nhà định dạng nhà đấy, nhà khung thép, các chất liệu mới, vật liệu mới ấy, thì chính là cái nhà đấy là một trong những cái nhà mà em cần phải nghiên cứu. Còn ví dụ như bạn kia nếu mà thích kiểu đấy thì nó phải các cái liên quan đến các cái vùng miền, liên quan đến vấn đề về áp biển từ Bình Định, Ninh Thuận, cái thứ hát vào trong, cái giải trong. Thì cái nhà của em rất phù hợp cái đấy. Mà nhà của em thì mình có thể mình cách tân đi là dùng gì, sử dụng vật liệu địa phương bản địa, nó gọi là dùng các cái đấy thì em thường kết hợp với tân cầu cộng với vật liệu địa phương, nghĩa là hai cái kết hợp với nhau. Chẳng hạn như là dù là đá này, trong đó có cái loại đá chặt mà nó rất là vuông đấy đó, rồi có thể mình dùng mấy cả đất của tường trình. Cái tường trình không nghĩa là nó không phải là màu vàng mình nhìn thấy đâu, nó có thể khi nó kết hợp với me nó để ra rất nhiều màu được đấy. Còn là cái mái âm dương ấy là của Hà Giang các cái chất liệu đấy thì mình dùng chất liệu bản địa để nó xử lý được những cái việc đấy. Thực ra quốc tế người ta vẫn đánh giá cao chất liệu bản địa hơn. Tại sao em thấy các cái kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài người ta làm ở các cái khu vực nào đấy, người ta nghiên cứu rất kỹ về các cái chất liệu bản địa vùng miền. Tại vì thực ra nó có trải qua hàng nghìn năm ở các khu vực đấy rồi, và chỉ những người dân đấy người ta mới hiểu là dùng cái gì để phù hợp với cái việc đấy thôi. Nên khi mình đừng đánh mất đi cái bản sắc văn hóa đấy, mình chỉ tái tạo lại về ngôn ngữ, về hình thể hay là về cái gì cho nó thôi. Thế thôi, các cái vật liệu đấy nếu mà mình biết phối kết hợp thì nó có một câu chuyện thôi về đấy được. Còn hai em về tân cổ điển và cổ điển này thì thực sự nếu mà không hay nhá, nó là màu hay nhá, anh không nói nó là không hay đâu, rất hay đấy. Nếu thực sự đấy thì mình cũng phải, nó là cái rất khó, như mình ngày xưa anh em học toán là toán sao đấy, nó rất khó, cực khó. Nếu mà thực sự không thì mình phải đam mê một cách quyết liệt, phải triển trung. Trước tiên là em nghĩ là phải đúng thức cả tỷ lệ, đúng thức cả thì nó mới ra được. Mình phải hiểu cái nguyên thân với nó đấy thì mình mới xử lý được cái đấy. Nhưng không sao cả, anh thấy 80-90% các công ty mình không chê nhé, không có vấn đề chê. Câu chuyện đây thì nó lại liên quan một cái vấn đề là các công ty tư vấn thì thường hay bị ảnh hưởng chi phối bởi chủ đầu tư.
để lấy được tiền, anh không nói xấu. Câu chuyện tôi đây đó là hiệu quả. Vâng. Đó là hiệu quả. Anh không thể nói là tôi là như này, tôi là sẽ là này, tôi không làm cái này, đúng không? Không hiệu quả. Đúng không? Ừ, thì câu chuyện cuối cùng đây nó vẫn là gì? Nó là tính hiệu quả. Tức là giải quyết được sở thích và nhu cầu của chủ đầu tư, và mình thì lại có cơ hội diễn được cái việc đấy và lại có tài chính, đúng không? Ngoài chứ, ví dụ đấy, cái nhà đấy tôi thiết kế, tôi thi công cái nhà đấy chẳng hạn, đấy cũng hay mà, có sao đâu. Không đúng hoặc không sai, nhưng mà câu chuyện đây thì nếu mình được phép làm tốt thì mình nên hãy lên làm tốt hơn, làm triển chu hơn đấy. Cũng để mình tự hào về cái việc mình làm đấy, lương cũng được, cũng sở hữu cũng nhiều thành phần, cũng ngày hôm nay cũng đa dạng. Ừ. Không, bạn này thì cần đẩy một nhịp lên là lên được nhà nhiệt đới là ok. Đấy. Tại vì em chỉ cần một nhịp, tại vì nhà đại, nhà nhiệt đới nó như nhau thôi mà. Đấy. Và hang này có thể mix được với nhau này, đấy, hang này mix được với nhau, đấy. Cũng khá hay. Kizato sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết, thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng. Có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu, cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với Học viện Kizato, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay, chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Kizato so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng, chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Kizato cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Kizato, học thực tế, ứng dụng nhanh.